Ở tập trước, mình đã cày cuốc và nâng cấp được kỹ năng đầu tiên cho vũ khí. Thế nên, mình đã quyết định ra khơi tìm kho báu quanh bi... tìm công trình bí ẩn. Tình cờ, trên đường đi tìm công trình, mình còn làm quen được một người bạn bé nhỏ nhìn cưng lắm. Và phía dưới chỗ người bạn này cũng là công trình mà mình đang tìm. Thế là mình đã đào xuống phía dưới, đột nhập vào, chiến đấu và cuối cùng triệu hồi boss và đánh bại nó. Easy như ăn bánh mì. Những ngày tiếp theo, Lộc có tiếp tục thăng tiến sức mạnh và chinh phục thêm nhiều đối thủ mới. Câu trả lời sẽ có trong video Hiệp sĩ chuyển sinh ngày hôm nay. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Và ở tập trước, mình đã dẫn về một người bạn mới các bạn à. Đây chính là cái nhóc ổn ỉn đây nè. Trời, thấy cưng không? Hôm nay thì mình sẽ đi khám phá và hy vọng rằng sẽ tìm được bạn đời cho em rồi dẫn về chiến thuyền của mình ha. Còn phần mình, hôm nay trước khi đi thì chắc mình sẽ dự trữ theo một số lượng vật phẩm giúp mình hồi máu các bạn ơi. Tại vì mình nhận thấy rằng á, ví dụ mà mình mang những cái lọ thuốc này nè, thì nó sẽ rất là choáng chỗ trong kho đồ của mình luôn á. Thế nên thay vào đó mình sẽ làm ra những cái Ether Flask. Cái này nó sẽ giúp mình hồi đâu đó cỡ 3 trái tim trong một lần uống các bạn à. Và công thức làm ra nó thì nó chỉ cần vàng thôi. Thế nên là sắp tới đi khám phá mà có vàng á thì mình tranh thủ mình lượm về ha. Rồi, giờ thì mình sẽ cần có thêm mấy cái chai nữa. Cho vô bàn chế tạo. Rồi, bấm công thức thôi. Được đâu đó 16 bình. Ồ. Ê, nếu mà nó rẻ như vậy thì hay là mình đi lấy thêm cát cái mình làm thêm đi nhờ. Mình sẽ qua cái đồi cát này. Lấy cho nó đỡ mất mỹ quan ha. Ê, nhưng mà hình như mình đang đói bụng các bạn ơi. Mình không lấy nhiều cát trong cùng lúc được rồi. Ê, cái gì? Gì đây? What the hell? Trời. Ê. Cái gì? Trời ơi, cái con đó nó phát nổ các bạn ơi. Xong rồi nó chay chét lên mặt mình nè, hết thấy đường luôn rồi. Thiệt tình gặp con nó chưa lạy được chứ. Ừ, một. Cái lọ nãy rồi, nóc vô liền các bạn ơi. Đó, một lần nó hồi cho mình 3 trái tim á. Khá là ngon các bạn ơi. Mỗi khi mà mất máu mình chỉ cần nóc vô tầm 3 lọ thôi là đủ máu để chúng ta quay trở lại và tiếp tục chiến đấu rồi á. Ổn đấy chứ. Một khoan. Ở đó sao lại có kỵ sĩ cưỡi ngựa xương vậy? Bữa nay có kỵ sĩ cưỡi ngựa xương ghé chơi các bạn ơi. What the heck, what the heck. Tiếp chiêu với kỵ sĩ cưỡi ngựa xương luôn. Vô đây. Ây da. Trời, cắt vậy. Bắt tung cái nè. Ok, hạ được ngựa của kỵ sĩ rồi. Ok. Ui ui, còn kỵ sĩ khác nữa. Ây. Không ổn ơi. Ui ui, khoan. Hiện tại mình cần phải hồi phục máu lại các bạn ơi. Với ngưỡng máu này chiến đấu tiếp thì hơi toang đấy. Trời ơi, kẹt sĩ cởi ngựa xương nhưng mà không biết bơi. Chìm ngẫm luôn rồi kìa. Hả? Chiến binh giáp đen nữa. Yêu. Sao tự nhiên bữa nay nhiều đói căng vậy? What the hell? Lại đây. Combo trước lấy lợi thế nè. Cần 2 luôn, cần 3 luôn. Trời, nó bắn ra cái luồng khí gì đó kìa. Mày đất ơi. Ok, không sao, mình clutch được các bạn. Rồi. Ui. Ui, nó thổi cái khí gì mà mình hết thấy đường luôn rồi. À, cái con này. Ý, khó chịu nha. Nó làm mình mất tầm nhìn liên tục các bạn ơi. Bỏ rồi. Mình sẽ không đánh nó được khi mà bị dính trạng thái này. À. Đi lấy két thôi mà cũng bất ổn nữa. Uống cái lọ hồi phục lại. Đợi cho nó hết hiệu ứng này hả? Hai chay nữa thôi. Đổi vũ khí thôi các bạn. Rồi. Tới công chuyện người liền. Tách cái trường kiếm mình ra là nó ha. Xác định với mình. Lại thêm một chiến binh áo đen nữa. Bước vô đây. Combo trước đây là thế. Nó. Vô khoảng cách thôi các bạn. Hai combo thôi các bạn ơi. Nữa nè. Ui không ổn rồi. Hình như căn cứ của mình bị phát hiện rồi các bạn ơi. Không ổn, mình phải về nhà thôi. Tí nữa mình sẽ comeback sao á. Hên là mấy thanh niên này không có biết leo cầu thang á. Không tốt. Ê. Cái quần đùi vậy. Trời ơi. Chui hẳn vô trong cái chuồng heo của mình. À, mình mới nuôi heo luôn á. Thanh niên này.
Vậy là mai mốt căn cứ của mình lúc nào ra ngoài cũng phải đề phòng nha. Có thể bị ốc sọt bất kỳ lúc nào các bạn ạ. Căng thiệt sự. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ vô đây để chúng ta lấy thịt heo đã nấu nè. Đồng thời mình cũng sẽ lấy cát và cho vô lò nung luôn ha. Sau khi nấu xong rồi thì chúng ta sẽ lấy ra và bắt đầu chế tạo thành những cái chai. Đây rồi, một steak máy luôn các bạn ơi. Sau này á mà còn có cách nào để uống những cái chai này nhanh hơn nữa thì mình chiến đấu gọi là cực kỳ bền bỉ luôn á. Và việc tiếp theo mình cần làm, mình dự tính đó chính là nâng cấp giáp các bạn. Bởi vì mình mới biết được những cái spawn fragment mà hôm qua mình farm được á các bạn. À lộn, spawn frame chứ. Mình có thể chế tạo được giáp cơ. À, và cái năng bảo vệ của nó thì tương tự so với áo giáp kim cương á. Thế nên là không chần chờ gì nữa, mình sẽ làm liền full cái set giáp này. Ủa? Ồ, cái nón thì cần phải có thêm cái soul seal nữa các bạn ơi. Ây vô. Và cái này thì chỉ săn được từ những cái hồn ma thôi hả? Vậy thì chắc bây giờ mình phải mặc set này ở cái tình trạng là chưa full ha. Được cái áo nè, cái quần với cái ủng thôi các bạn ơi. Ờ, nón thì mình sẽ thay bằng cái nón kim cương đi ha. Ít ra thì cũng có giáp mới mặc ha. Rồi, và ở tầng dưới thì chắc mình sẽ làm một cái khu vực trưng bày áo giáp đi. Chỗ này cũng khá là rộng rãi nè. Đó, trưng bày khắp cái phòng này luôn ha. Bộ giáp kim cương hồi nãy mới cởi ra đúng không? Mình sẽ treo lên. Tại vì đây là bộ giáp kim cương đầu tiên của mình đó các bạn. À mà quên nữa, mình cũng sẽ enchant cái giáp lên đi nhờ. Hiện tại thì coi gom kinh nghiệm mình được bao nhiêu cấp nhờ. Lấy hết ra. 39 level. Vậy thì quá tuyệt vời. Ủa, cái gì? Cái áo giáp spawner này còn không enchant được các bạn ơi. Mình chỉ có thể dùng đe để ép sách vô thôi hả? Chứ không cho vô bàn enchant được. Trời ơi, chu cà na vậy. Còn vũ khí của mình thì chắc mình sẽ nâng cấp cây thương, nhưng mà hiện tại nó không có dòng ngon lắm các bạn ơi. Chắc mình sẽ nâng cấp cây cúp trước đi ha. Ồ, hiệu suất chậm hỏng khá ngon nè. Tiếp theo. Cây thương vẫn không có dòng gì khác. Chắc mình sẽ reset thêm một cái nữa đi. Sẵn tiện enchant cây rìu hiệu suất luôn ha. Rồi, enchant lại coi. Fire aspect. Ây da, đánh ra lửa ta. Thôi, chắc mình phải dùng tới biện pháp là reset dòng enchant thôi các bạn. Ok, enchant trước đi. Rồi sau đó đưa nó vô rồi tách ra ha. Rồi enchant lại. Để coi lần này có khá hơn hay không. Chậm hỏng và... Ui, chậm hỏng không à. Bữa nay mình enchant không được hên các bạn ơi. Nhặt hai hả? Có thêm dòng gì khác không? Ồ, có thêm sắc bén các bạn. Cũng tạm tạm đi ha. À, sẵn tiện cây cung thì mình sẽ thử enchant coi. Sức mạnh 3 hả? Yêu. Vậy thì mình dùng cái đe ngon hơn các bạn. Đây, hiện tại thì mình có một vài quyển sách nè. Làm liền cái đe theo công thức như vậy. Sau đó là ép vô thôi các bạn ơi. Ép cây thương trước ha. Bây giờ nó sẽ thành sắc bén 4 nè. Cây cung thì sẽ có thêm sức mạnh cấp độ 4 luôn. Cây cúp thì sẽ có gia tài 3. Ôi no, mình quên nâng cấp cái kỹ năng của mình rồi. Trời ơi, mình lo mình nâng cấp đồ của mình. Ây da, không đủ kinh nghiệm nâng cấp thêm sức mạnh rồi các bạn ơi. Ẩu thiệt đó chứ. Ủa, còn bên này thì mình nâng cấp được cái gì ta? Nâng cấp máu được chưa? Vẫn chưa đủ các bạn ơi. Hey, nếu vậy thì chắc phải để dành kinh nghiệm tiếp rồi các bạn ạ. Thì cái tên. Rồi, giờ thì mặc giáp vô. Cất bớt hạt vàng vô ba lô. À mà khoan, nhắc tới cái ba lô mới nhớ. Ê, mình nâng cấp thêm cái ba lô đi các bạn. Hiện tại nó mới cấp độ sắt thôi à. Bên này còn cái ba lô nữa nè. Ủa cái ba lô này hôm qua mình nhặt mà mình chưa mở luôn nữa. Trời ơi, trong này nó có sách lòng trung thành rồi nè. Cái bản đồ giống như hôm qua. Uầy, một cái kỹ năng mới các bạn. Coi thử coi. Kỹ năng này nó sẽ giúp mình cái gì đây? Nó có tên là Dance Skin. Nó sẽ làm cho cái da của mình trở nên cứng hơn trước kẻ địch. Cố gắng để trở thành rồng. Ồ, là tăng giáp cho mình đó hả? Phải không nhớ? Lấy kinh nghiệm ra thử coi. Rồi chúng ta nâng cái điểm này lên thử ha. Ui thiệt kìa các bạn. Một điểm của nó sẽ cho mình nửa giáp nha. Khá là ngon. Vậy thì mình có 10 cấp hả? Để coi nâng được bao nhiêu điểm. Nâng được 5 điểm. Yeah. Cũng tạm tạm á. À mà trong này cũng còn một vài cái quyển sách kỹ năng nè. Mình sẽ coi thử coi có quyển sách nào mình học được không. Stamina Pillager. À, nó sẽ giúp mình hồi phục thể lực 30% khi mà tiêu diệt được chúng á. Khá ngon đó nha. Học luôn. Tiếp tục nào. Lại là một kỹ năng kiểu dạng nội tại nè các bạn. Ok, học luôn. Tiếp theo. Cái này là một cái dạng kỹ năng phòng ngự ha. Học luôn chứ bỏ sao được. Và quyển sách cuối cùng là quyển sách Berserker. Lại là một quyển sách dạy kỹ năng nội tại. Ui, kiểu như là mình càng mất máu á thì mình sẽ càng được cộng thêm sát thương cũng như là tốc độ đánh các bạn ạ.
Wow. Mình sẽ học đè lên kỹ năng Arrow Tenacity hồi nãy ha. Rồi, vậy là bây giờ mình đã có được kha khá những cái kỹ năng ở trong người rồi ha. Sẵn sàng lên đường rồi đó các bạn ơi. Ờ nhưng khoan, từ từ. Hồi nãy nói nâng cấp ba lô, tí nữa thì quên rồi. Ok, mình sẽ nâng cấp hai cái ba lô một lúc ha. Đầu tiên là ba lô sắt trước đi, cho nó lên cấp độ vàng, cũng như là cấp độ kim cương luôn cho nó xịn. Còn cái ba lô còn lại mình sẽ nâng nó lên từ cấp độ sắt trước ha, mới lên tèn tèn đó là vàng, và cuối cùng là kim cương. Yes sir, hai cái ba lô kim cương trong người. Chuyến này đi khám phá chắc là dài ngày luôn á các bạn. Mình cũng đem theo cái School of Chaos này đi nhờ, để có gì ví dụ gặp boss á mình sẽ đánh boss luôn, kiếm thêm các bạn ơi, cũng như là đem theo thêm một ít vàng nữa. Rồi xong phen. Mọi thứ đều đã ok là hết, bây giờ chúng ta đi thôi. Ơi, vẫn còn thiếu một cái, đó chính là kỹ năng của kiếm nữa ta. Ở tập trước mình chỉ mới review kỹ năng chọi bơm nhân phẩm đây nè. Cũng khá là thú vị các bạn. Bây giờ thì mình sẽ review thêm kỹ năng hay là kỹ năng rewind đây nè. Kỹ năng rewind này có vẻ khá là bá đạo á, kiểu nó tua ngược thời gian các bạn ạ. Uầy, đúng như vậy không ngang? Để mình thử coi, coi có thật sự là tua ngược thời gian không. Hả? Ui, tua ngược thời gian thiệt các bạn. Wow. Ê, kì đây. Giỡn mặt. Gặp mình là tắt điện liền. Ôi trời, sao bữa nay. Ê, mấy cái thanh niên này đột nhập vô trong này kiểu gì không biết luôn. Ủa, mình có thắp đèn các thứ đồ đàng hoàng mà. Ủa nè. À chắc tại chỗ này hơi tối đó các bạn ơi, mình đoán vậy. Ừ vậy thì chắc mình phải cắm thêm đuốc ở một số góc mà nó hơi tối á. Nè, như chẳng hạn như mấy góc này nè. Rồi đó, giờ đỡ tối hơn rồi ha. Wow, mà quả thật cái kỹ năng rewind đó khá là hữu ích nha. Nhỡ trường hợp mà mình rơi từ núi cao các bạn, kỹ năng này nhất định sẽ cứu mạng được mình á. Nè, ví dụ mình trượt chân á, mình té xuống dưới đi. À... đỡ các bạn thấy đó, xịn không? Uầy, bá đạo thiệt chứ. Ồ, một kỹ năng hay nhá. Rồi, mình thử mang kỹ năng này đi. Biết đâu bữa nay nó lại cứu mạng mình thì sao. À, nhưng mà trước khi đi chắc làm giấc các bạn nha. Đi trời tối không an toàn tí nào đâu. À, mà bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lockroot hay là Unitylet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Và hướng đi của ngày hôm nay thì chắc chắn là không đi về cái hướng cánh rừng này rồi, bởi vì có rất là nhiều mối hiểm họa các bạn ạ. Nên là mình sẽ đi về hướng bên kia đi. Tại mình thấy á, có một cái bờ biển hay là một cái vùng sa mạc gì đó, mình chưa rõ nữa các bạn. Ừ, mình thấy giống cái sa mạc lắm nha. Con đùi vậy? Như nào? Bữa nay mình mới học được combo mới nha. Hơi bị cháy đấy. Kìa. Vậy là chúng ta sẽ qua đó. Ok, quyết định vậy đi. Ê, nhưng mà khoan. Con vô chân quá này. Ui da. Ủa nữa. Con kỳ cục kẹo này. Nó cho mình ha. Xương khói mờ nhân ảnh các bạn ạ. Ê, cái tình luôn. Kỳ cục kẹo hết sức à. Và để thuận tiện hơn trong việc di chuyển ở dưới nước thì mình sẽ lấy lại cái thuyền mà hôm qua chúng ta đi ha. Ủy, em heo, trời ơi, em sống chuồng, em lên thuyền, em ngồi tính bơ các bạn. Hình như em muốn đi khám phá với mình hay sao á. Cái em heo này lầy thiệt chứ. Rồi, để em đi, cho em bơi ở dưới thuyền đi ha. Còn mình sẽ lên đường thôi các bạn. Bữa nay dự là sẽ là một chuyến khám phá dài ngày của chúng ta nha. À, vậy là dự đoán mình sai rồi. Đằng kia không phải là cái sa mạc rồi các bạn ơi, đó chỉ là một cái bờ biển thôi. Để mình thử đi sâu hơn vào đất liền một xíu coi coi. Chỗ này nó dẫn tới khu vực nào. Ủa, núi hả? Ê, có... cái đó là lửa trại, đúng không? Ừ, trên đó có một cái chỗ lửa trại gì kìa. Wow. Thiệt các bạn ơi, có sự sống ở trển. Được đấy. Lên chảnh coi thử như thế nào ha. Tới nơi. Ê, không có ai đây à? Ê, có. Hình như đó là Gnomus các bạn ơi. Cái tộc Gnomus. What the hell.
Trong này không có rương gì hết. Ủa, không có rương nhưng mà lại có những cái chậu, cái bình gì nè. Tò mò thứ hai. Ê, có dấu đồ trong này. Granumus cheese. À, phô mai các bạn ạ. Cũng ok. Trời, quả nhanh vậy. Mới có mấy cục thịt zombie đây, quả đáp xuống không còn cục nào luôn. Ui, thanh niên kia đi rồi các bạn. Ôi, mình cũng đi luôn. Tại mình lỡ đập cái chậu của thanh niên đó. Hồi phát hiện chắc thanh niên đó dễ đành đạch á. Ê, phía đằng kia là, wow, chỗ này có hai em ổn ỉn luôn. Ui. Tuyệt vời các bạn ơi. Nice. Ơ, nhưng mà bây giờ mình chỉ ẩm về một em được à. Bây giờ thôi chịu khó đi, đi hai chuyến các bạn. Chỗ này cũng gần nhà mình á. Ok, mình sẽ chịu khó dẫn hai em này về cái chiến thuyền của mình á. Vậy là trên thuyền của mình sẽ có tới ba em ủn ỉn luôn. Quá đã, quá đã. Rồi, một em. Nhưng mà khoan, không ổn rồi các bạn ơi. Mấy cái thanh niên kỵ sĩ cưỡi ngựa xương này có vẻ là xuất hiện bất kể chỗ tối hay sáng nha. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đây sẽ là nhóc thứ hai. À, mà những cái chốc này á, mình đã biết thức ăn yêu thích của mấy ẻm rồi các bạn à. Các bạn đợi mình xíu nha. Ở ngay phía dưới của cái chiến thuyền của mình, mình có trồng một ít cà rốt để sẵn. Ê, trời ơi, trời 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 trời. Sao nhiều tên canh me canh chua ở chỗ trồng cà rốt mình vậy? No, đi chỗ khác đi. Rồi, lấy cúp gia tài và thu hoạch cà rốt thôi các bạn. Để coi coi hết vườn cà rốt này chúng ta sẽ được bao nhiêu đây. Ồ, được 4 củ các bạn. Thế nên là bây giờ nhóc nào muốn ăn đây? Cưng muốn ăn không nè? Ở cái nhóc này mãi tắm các bạn. Cho em ăn trước đi. Rồi tiếp theo là hai nhóc này ha. Ok. Ui trời. Có ủn ỉn con luôn rồi nè. Ây da. Ok, cho cưng ăn luôn nha. Ui không ăn được. Như bự mới ăn được các bạn ơi. Ok, nếu vậy thôi mình cất vô đi. Nào bự anh cho ăn nha. Rồi, việc ở nhà cuối cùng cũng xong rồi các bạn. Bây giờ yên tâm đi khám phá rồi ha. Wow. Ở phía dưới là cánh rừng yêu tinh hay sao kìa. Cái cây nhìn quen lắm các bạn ơi. Bên kia nữa. Ê, giống lắm nha. Đi rang hôm qua luôn. Thì các bạn ơi, cái cây to to đó chính xác là cái cánh rừng yêu tinh rồi. Ôi, mình cũng muốn khám phá thử cánh rừng yêu tinh đó coi coi. Tập yêu tinh để có hình dạng ra sao á. Ừ, tại vì ở chuyến khám phá trước á, mình chỉ mới ghé ngang nhưng mà mình chưa có gặp tộc nhân nào trong cái tộc yêu tinh hết. Nên là mình cũng hơi bị tò mò đấy. Oh. Ok, nay mình chơi liều. Mình sẽ đột nhập vào lãnh địa của tộc yêu tinh ha. Ôi, what? Dead Knight. Chiến binh chết chóc. Ê, đừng nói đây là chiến binh bảo vệ cái tộc yêu tinh này nha. Ủa, chiến binh đó đâu vậy? Mới thấy thanh máu của chiến binh đó thôi à các bạn ơi. Mình nghi là sẽ đâu đó trong cánh rừng này nè. Để mình thử bơi qua và thám thính tình hình thử thôi các bạn. Em coi có gặp hay không. Nghi lắm. What? Trời, chắc là đệ của Dead Knight sao kìa các bạn. Đông dữ thằng luôn á. Yêu. Mấy thanh niên này chắc mình dùng cây kiếm nâng cấp đi. Cho đỡ phiền các bạn. Đánh cũng khá là nhanh ha. Hai nhát thôi. Mặc dù mấy thanh niên nhìn có vẻ khỏe nhưng mà gặp cây kiếm của mình là tắt điện liền. Chỉ cần đánh cho rớt ngựa là ok các bạn ơi. Bây giờ có cách khắc chế rồi. Oh. À kìa kìa nữa kìa. Thích như thế nào? Đánh cho rớt ngựa nha. Ủa? Cái gì vậy? Trời. Con zombie gì thấy ghê hả? Ê, con zombie có phép thuật các bạn ơi. Kìa kìa, nó thoát ẩn thoát hiện kìa. À, nó chơi chiêu tàng hình. Rồi, hiểu vấn đề luôn. Tàng hình hả? Quýnh cho người tàng hình luôn. Tàng hình chưa? Ê, nó làm gì cơ? À, nó biến mất rồi. Ê, kinh dị nha. Ủa, nhưng mà ở đây không thấy Dead Knight các bạn ơi. Ủa, yêu tinh à? Ủa, sao có cái đầu không nhờ? Ủa, phải yêu tinh không nhờ? Ê, con gì nó vậy? Ê, cánh rừng yêu tinh này thấy ghê quá hả? Nhìn nó bị kinh dị luôn các bạn ơi. Nữa kìa, hai con, ba con.
5 con. Gì mà nhiều vậy? Hình như có con nó phân thân các bạn ơi. Không ổn rồi. Ê, mình phải dùng combo thật là mạnh mới được. Kết liễu bọn chúng sớm ha. Thôi thôi thôi. Mình nghĩ là mình nên chạy đó các bạn ơi. Cánh gần này thấy ghê quá à. Ủa? Đằng kia lại nhà của một yêu tinh khác nữa cơ. Cái nhà này có vẻ thấp hơn. Wow. Lại thêm một chiến thuyền ở đằng kia. Ôi nhưng mà mình vẫn chưa thấy Dead Knight ở đâu hết á. Ủa vậy là không ở đây hả? Thôi mình đi xéo qua bên kia coi. Biết đâu lại nằm ở tiếp hướng bên kia của cánh rừng thì sao? Nghi lắm. Ủa thanh niên này xuống ngựa nè. À tính xanh chính à. Rồi rồi. À lên ngựa lại à. Lên ngựa rồi hả? Ui trời trời trời, thanh niên cầm búa ghê vậy. Mày đứa ơi. Thích như nào? Này thì cầm búa. Không ổn, không ổn rồi. Các bạn coi số lượng bên kia cơ. Mình chỉ cần bị dính một hit thôi là bọn chúng nhào là úp sọt á. Là không có phản kháng kịp đâu các bạn ơi. Tốt nhất là mình nên rời khỏi đây thôi. Biết địch biết ta. Đỡ ân hạnh chứ không vậy đó. Không biết là dự đoán của mình có chính xác hay không nữa. Hôm nay hy vọng là chúng ta có thể tìm được Dead Knight và thách đấu chiến binh chết chóc đó thử ha. Nghe cái tên là có vẻ hấp dẫn đấy. Mình đang cần tìm một đối thủ xứng tầm các bạn. Ui trời trời trời. Nghe nhiều con nó dí theo nghe. Ê, có cái nào đằng kia không? Oh my god, như một fan từ từ. Mình đang bị bay các bạn ơi, không ổn mà không ổn rồi. Ui da, còn không thấy đường nữa. Yêu. Khó chịu nha. Ê, có con gì nó bay bay nữa kìa. À, trời ơi, cái cánh rừng yêu tinh này loạn thiệt các bạn ơi. Đúng là toàn yêu tinh không mà, nữa kìa. Yêu ơi. Không ổn rồi. Khám phá lẹ rồi dọt khỏi cánh rừng yêu tinh này thôi các bạn. Kinh dị thiệt chứ. Ủa cái spawn đó. Ê. Rồi khoan. Ủa. Hả? Đây là Dead Knight nè. Chiến binh chết chóc mà chúng ta tìm nãy giờ. Ờ ờ. Ê nhìn căng đó nha. Vô 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 man. Let's go. Ui da. Trời trời trời. Dữ đấy. Ui. Cái gì? Múa sờ sờ vậy thôi. Bây giờ chúng ta đánh nhanh cút gọn thôi nào các bạn ơi. Dùng cây kiếm của mình chặt cho nhanh đó. Ô. Và Dead Knight cũng cho mình một thanh kiếm mới. Cây này thì không thể nào bị hư luôn nha. Wow wow. Điện vậy sao? Test thử luôn coi. Ui. Đòn đánh của nó sẽ gây hất tung cực cao luôn các bạn ơi. Hay đấy, hay đấy. Cái này có thể là mình sẽ đưa vô bộ sưu tập kiếm của mình ở trong chiếc thuyền á. Còn bây giờ thì coi thử đây là spawner của à spawner của con xương hả? Ê hey. Cũng ok nha, mình sẽ không đập đâu các bạn ơi. Chắc mình để dành quá. Để có gì mình làm chỗ farm xương rồi ha. Và khi nào muốn cày cái điểm này á thì mình có thể qua đây cày cho nó dễ. Hợp lý đấy chứ. Rồi giờ thì hồi phục máu lại cái đã. Quá trận quá đất nãy giờ. Mất máu rồi các bạn ơi. Ê kìa, con gì cái ghê vậy? Khùng luôn á. Yêu. Nó còn rơi ra cho mình thịt hay sao các bạn ơi. Hả? Cái vảy. Nó là con Naga. What the hell. Làm được giáp luôn nè. Cũng ok đấy chứ. Cánh rừng yêu tinh thì cũng đã khám phá xong. Dead Knight cũng hạ xong. Bây giờ chúng ta đi thẳng tới cái con thuyền kia thôi các bạn. Ê sao nhìn nó giống thuyền cướp biển vậy ta. Vậy là lớn ngớ chúng ta sẽ gặp thuyền trưởng ở trên con tàu này đó. Ê, có đói tiếp các bạn ơi. Liên tục gặp đói trong ngày hôm nay nha. Được của nó đi chứ. Rồi rồi, áp sát lại cái nhẹ nè. Xong phên. Lên thuyền. Ủa. Thuyền của cướp dân làng. Wow. Nhìn dữ dằn vậy. Ê, tên. Ê, cái tên này làm mù lo. Thì mười mấy giây lận. Không thấy đường gì luôn. Ui, nó chơi lại thiệt sự. Không được rồi, mình phải lên và đập cái spawner của cái tên mà chơi làm mù lò đó thôi các bạn. Cho hắn nghỉ spawn luôn. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây mình là đói thiệt nè. Hất tung cái nhẹ. Hết làm gì được mình liền. Ui, trên đó còn nhiều lắm. Còn cầm kiếm nữa chứ. Ui xuống, ui xuống. Lỡ đây, lỡ đây. Lỡ đây. Làm nhẹ một cái liền. Trên này thì chỉ có đúng một cái rương thôi các bạn. Ồ, cũng có kim cương các thứ đồ nè. Khá tốt, khá tốt.
Tiếp tục nào. Mình nghĩ là trên thuyền cướp biển này kiểu gì cũng có hàng ngon các bạn ơi. Ui ui, lại là hắn. Cái tịch à. Rồi, mình mặc dù không biết hắn đâu nhưng mà đánh bừa cũng trúng các bạn. Khó chịu chưa nhóc. Ô, nãy giờ mình đập khá là nhiều spawner và làm thêm được kha khá spawner frame rồi nè các bạn. Tí nữa ráng săn thêm cái hồng ma nữa để chúng ta chế tạo cái nón của set giáp spawner ha. Rồi, bây giờ thì đi xuống tầng dưới nào. Xem coi. Ui, bọn chúng bắt cóc dân làng các bạn ơi. Cái bọn cướp biển này đầy lỗi thiệt. Mấy bác đợi tôi xíu, tôi giải cứu mấy bác cho. À, à đây 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 đây. Ui da, ui trời. Ui tụi nó đánh đâu vậy? Còn tên nào nữa? À tên này còn có vẹt. Có vẹt nữa hả? Thử hắn luôn. Rồi em vẹt này ha, tội nghiệp em. Em vẹt không có tội các bạn ơi. Cái này là hết à? Ui có rương. Bên này nữa. Đây nữa nè. Cướp biển mà gặp cướp cạn thì bọn chúng xác định rồi. Ủa lộn lộn. Gặp hiệp sĩ thì bọn chúng xác định rồi. Ủa nhưng mà sao mình vẫn nghe tiếng của cái tên cướp dân làng nhờ. À bọn chúng ở tầng dưới nữa các bạn ơi. Chưa, mình hồi máu lại cái nè. Cho chắc. À đây nè. Biết ngay mà. Hứa 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 với tôi. Ôi còn spawner nữa chứ. Dọn luôn. À, ở đây à. Ô oh. Cái thuyền bọn chúng. Ê. À cái tên này. Trời ơi. Ăn chặt một phát chúng em vẹt luôn các bạn ơi. Ác hơn cá thác lát nữa. Cái tên kia. Ui không ngờ bọn cướp biển này lại tàn ác như vậy các bạn ơi. Không thể tin được luôn á. Lại có thêm lý do để mình xử đẹp bọn chúng rồi các bạn. Thôi để mình thả mấy bác dân làng ra trước đi ha. Ok mấy bác được tự do rồi đó. Bây giờ để mình vô phòng thuyền trưởng. Alo. Ui ui. Cái tên này. Ây da. Trời ơi tên này bắn pháo bông. Ui bắn em vẹt ngẫm luôn rồi. Trời ơi mình không bảo vệ được hai nhóc vẹt rồi đó. Mèn đét ơi. Ôi còn rương nữa. Hết rồi. Có vẻ là mình đã dọn dẹp thành công cái thuyền hải tặc này rồi đó các bạn ạ. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi ha. À, hướng này vẫn là cánh rừng yêu tinh đó ta. Ui sao vòng vòng đây toàn là cánh rừng yêu tinh không à các bạn ơi. Mình thử đi xa hơn nữa coi. Đừng nói gặp tiếp cánh rừng yêu tinh nha trời. A few moments later. Oh, không ngờ cánh rừng yêu tinh này còn cạnh một ngôi làng nữa các bạn ơi. Phát hiện mới nha. Để xem coi trong làng này có sống hòa thuận với tộc yêu tinh hay không. Coi thử tình hình cái đã. Ồ, có vẻ là dân làng cũng sống hòa thuận với tộc yêu tinh phết các bạn ơi. Ừ, không có dấu hiệu gì là hai bên ha gây hấn với nhau ha. Ừ. Vậy thì được chứ. Ê, ê, cái con gì ui. Con dân ba trong tộc yêu tinh này thấy ghê quá à. Nó không đánh dân làng nhưng mà nó đánh mình các bạn ơi. Cơ 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 cơ. Nhìn khó chịu không? Đi chỗ khác liền. Kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện hả nhóc? Ồ. Và đồng thời mình thấy cái làng này khá là nhiều ngựa các bạn. Các bạn có thấy vậy không? À đây rồi. Em đã chịu về đội của mình ha. Ôi em này tốc độ là 8/12. 10/12. Có em nào nhanh hơn nữa không? 11 luôn nè. Ôi em này có vẻ là nhanh nhất rồi nè các bạn. Em xám đây nè. Đây, mình sẽ thử chinh phục em xám này ha. Coi em chịu không? Em chịu mình hốt em về đội luôn. Chịu đi mò. Chịu đi mò. Ê ê ê có chừng cứng. Ê ê từ từ. Ôi lớn ngớ là lọt dưới rồi đó. Anh ông cứu cưng là cưng lọt dưới rồi đó. Anh người tốt thấy chưa? Đó, về đội anh là beautiful. Rồi, tuy nhiên bây giờ mình chưa có cái yên các bạn ơi. Tạm thời chắc mình gửi ngựa ở ở làng đi ha. Ok. Khi nào anh có yên anh quay lại anh đón em nha ngựa. À, giờ trời cũng tối rồi. Chắc mình làm giấc đi các bạn. Tắm mưa luôn. Ok. Sáng vậy rồi chúng ta đi tiếp thôi nè. Ừ nãy giờ quên ta. Tính ra mình có cái cung mà nãy giờ mình không xài trời. Toàn xanh chín không à. Giáp lắm ít luôn các bạn à. Cũng đúng mình là ha chiến binh mà chứ không phải cung thủ đâu. Đam mê chiến đấu cận chiến hơn các bạn ơi. Kia là ôi trời ai lấy cái xô úp lên đầu vậy trời. Có phải cái xô không nhá. Quay quay. Nhưng mà có vẻ đó là một kiếm sĩ các bạn ơi. Nhìn thanh kiếm của thanh niên nó kìa. Wow. Nguy hiểm vậy. Có đánh không nhỉ.
Ủa người này thân thiện. Ừ thân thiện thiệt các bạn ơi. Đây là Bloody Finger Hunter Yuga. Wow, wow anh bạn nè. Thôi không được. Không nói chuyện được các bạn ơi. Tưởng đâu được cho tôi mượn cái kiếm đi. Mượn cái kiếm đi. Được không? Ê không cho mượn là tôi dùng vũ lực đó nha. Tại mình thấy thanh niên này 70 máu các bạn. Chơi lại luôn á, dùng vũ lực để cướp vũ khí luôn các bạn. Từ từ. Ây da, trời thanh niên này gắt á. Không giỡn được đâu. Phải combo. Cẩn thận mới được các bạn ơi. Ok. Dạ. Đỡ cái nhẹ. Phản đòn. Ok. Thành công rồi. Mình đã mượn được cái thanh kiếm mà thanh niên kia giữ rồi các bạn. Ui, mượn một mà được hai các bạn. Wow. Anh này có tên là Nagakiba. Uầy. Cầu phết đi chứ. Được nhá. Vậy là chúng ta lại có thêm một vũ khí rồi. Và thanh này thì có sức tấn công là 10 các bạn ạ. Khá là ngon đấy. Tuy nhiên thì kỹ năng không đa dạng lắm á. Chọt nè. Chém ngang nè. Kỹ năng đặc biệt đó chính là rút từ bao kiếm ra và chém một nhát cực mạnh như vậy á. Khá hay. Oh my gosh. Hình như mình lại gặp đối căng nữa rồi các bạn ơi. Nếu như mình không nhầm. Con chưa kịp làm gì mà. Ê, tính ra mình cũng chưa làm gì luôn á. Ủa alo. Trời đất ơi, còn đứng canh ở đó luôn á. Yêu. Cái quần đùi gì vậy? Ê, anh bạn à. Chúng ta giảng hòa được không? Tôi mượn kiếm đi. Thấy anh bạn mạnh đấy. Anh bạn à. Ồ. Ui, nữa kìa. Tới nữa rồi. Ui, trời ơi, còn bị chởm của cà rốt nữa. Anh bạn đó bị mắc kẹt rồi các bạn ơi. Yêu, kỹ năng của anh bạn nó hơi bị thượng thừa nha. Kiếm pháp hơi bị gắt các bạn ơi. Ôi, thôi xong rồi. Ây, nhạo lộn luôn, lộn mướn. Ui, nữa. Ừ, ây. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Mình sẽ đi từ phía sau các bạn. Không ổn rồi. Hiệp quật rồi hồi nãy mình á. Mượn thanh kiếm của anh bạn kia mà không có sự cho phép của anh bạn đó. Ê, cái gì vậy? Thanh niên nào tới kia vậy? Tha cho tôi đi. Nữa tôi không muốn mượn kiếm kiểu vậy nữa đâu. Đâu rồi? Ủa nãy mình nằm đóng ở đâu nhờ? Ồ đây, ở đây các bạn ơi. Rồi, lấy được đồ rồi. Chạy thôi. No. Ok, có vẻ mọi thứ ổn nha. À, sao, như nào, thích như nào. Đẹp kim mới luôn. Khô máu luôn. Ui da, kim mới mình combo chưa quen lắm các bạn ơi. Đỡ cái nhẹ. Phản đòn nè. Ui, không ổn rồi. Ây da. Chạy thôi. Ui, thanh kiếm mới đó mình chiến đấu chưa quen các bạn. Không có tối ưu sức mạnh gì trơn. Ê. Trời, có thanh niên cướp kia cơ hội nữa. Thì cũng rồi. Cơ hội với tôi không? Quánh cận chiến lại tôi dùng cung liền. Ủa trâu vậy? Wow. Thanh niên này cực trâu luôn các bạn ơi. Rồi, gớt kiếm luôn. Ê, cướp nhân làng thôi, đừng đụng vô. Không thôi mất công mình đi báo làng nữa. Ê, nhưng mà mình cay cái thanh niên kiếm sư cực mạnh kia nha. Ủa kia là nam nhi hay nữ nhi vậy ta? Ê, sao mình thấy giống nữ nhi lắm các bạn ơi. Malenia. Cái tên cũng giống con gái nữa. Có khi nào đó là một nữ kiếm sĩ tài ba không? Mình sẽ giữ khoảng cách á. Ây da. Ai, thanh niên này bắn lén hả? Dám bắn lén ta hả? Dục quá. Hồi nãy đúng kiểu là chạy muốn tuột quần luôn các bạn ơi. Coi kỹ coi, đó là nữ kiếm sĩ đúng không? Ê thật các bạn ơi, mình mới lên Google mình search lại rồi. Chính xác đó là một nữ kiếm sĩ nha. Ê, ví dụ mình đứng từ xa mình khịa nữ kiếm sĩ đó có ổn không nhờ? Ok khoảng này đi. Ui,
cung không xi nhê nữa kiếm sĩ đó. Ê, mình có nên chạy không các bạn? Chứ nãy mình thấy là một phát một lần mình đi luôn á, mình không kịp làm gì luôn á. Là mình xanh chín lại cái nữa nhờ. Ừ, biết đâu bất ngờ. Dù sao, trên hành trình trở thành ha, chiến binh huyền thoại của mình, mình cũng phải thử sức nhiều lần. À, với cả là mình có khả năng chuyển sinh ha, nhiều lần mà. Đúng rồi. Sợ gì? Nào quen nhân vật chính các bạn ơi, vô. Không có rén gì hết, let's go. Xanh chín luôn. Đỡ trước, đỡ trước. Đỡ trước lấy lợi thế cái đó. Ok. Cũng có lợi thế nữa. Lợi thế đi ngủ trước các bạn ơi. Đi ngủ luôn đi chứ đánh đấm gì nữa. Cái gì nữa vậy huynh đài? Ê ê, Thanh thằng à, đúng là nghiệp quật thiệt các bạn ơi. Hết bị nữ kiếm sĩ kêu bán hạnh, bây giờ tới thanh niên này nữa. Ôi, thanh niên này có vẻ còn cục xúc hơn nữ kiếm sĩ kia nữa nha. Kìa kìa, hắn la hét kìa. Hắn khoái chí lắm các bạn. Cứu, 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 cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi. Sao hắn chạy nhanh vậy? Ok, nhảy xuống dưới đây. Hắn bơi không nhanh bằng mình đâu, mình tin chắc luôn. Xuống đây. Ê. Con này kìa. Ai da. Ai. Ui no, hai con luôn. Hết Naga dưới nước rồi, giờ tới Naga trên trời nữa. Cái ngày mình từ một chiến binh mà bây giờ trở thành dẫn đông viên điện kính rồi. Ê, con Naga thấy mình chưa nhở? Hên, con Naga chưa thấy mình các bạn ơi. Yêu. Đúng khổ luôn á. Ok, mình nấp nấp vậy chắc nó không thấy đâu. À, nó thấy rồi. Ok, nấp nấp dưới này, nấp dưới này. Ê, nó trên đầu mình thôi. Ôi không. No. Rồi luôn rồi, hết đi luôn rồi. Sắm lại của mình ha. Là đi về hướng này các bạn. Và cà khịa cái nữ kiếm sĩ kia. Cái máu cà khịa của mình vẫn không bớt được các bạn ơi. Ok, con Naga nó đi hướng khác rồi. Chạy lên. Ê. Đầu tiên mình sẽ xử cái thanh niên mà dám gượt mình trước. Đây, hắn đây. Thì ngươi lên đây làm sao? Ngươi lên đây kiểu gì? Rồi ta thách ngươi lên đây được luôn đó. Lại đây. Úi da, tôi. Lật gọng chứ cu. Ui, hắn gơi ra cái áo các bạn ơi. Wow, cái áo hắn cho mình tới 11 giáp lận. What the hell. Cái áo xịn nhớ, nhưng mà sắp hư rồi. Mình phải về nhà và sửa lại mới được. Coi ép được sửa chữa không. Ui, được các bạn ơi. Ép được nha. Vậy là mai mốt có gì mình sửa cái áo này lại rồi chúng ta mặc ha. Tiếp theo, mình cần phải tìm cách lấy lại đồ của mình chứ đó. Nữ kiếm sĩ hung dữ kia không biết còn không. Kìa, vẫn còn kìa. Bây giờ chúng ta chỉ còn nước là dụ thôi đó. Dụ cho nữ kiếm sĩ đó chú ý. Rồi chạy. Trước khi quá trễ. Ê, bị dí rồi. Ok, mình đã dụ thành công rồi các bạn ơi. Chạy lẹ thôi, kiếm gốc cây. Kiếm gốc cây. Ui. Ây da. Còn dí không nhở? Ui, còn dí luôn kìa. Hell no. Ui, còn phân thân nữa. Ây da. Coi như mình dùng kế nghi binh cũng thành công rồi đó các bạn. Mình đã dụ thành công nữ chiến binh cực mạnh đó ra một cái chỗ an toàn và lấy lại cái thương và một số đồ khác của mình ha. Ôi, đây là dụng đất chết chóc thiệt rồi. Mình quả thật là chiến binh chết chóc các bạn à. Đi tới đâu là mình sẽ nằm xuống tại đó. Đúng khổ luôn. Và nhất định rồi, bây giờ chúng ta không nên sanh chính với Malenia nữa. Bởi vì mình không thể nào hạ được nữ chiến binh đó đâu. Cung mà còn không bắn được. Cận chiến thì làm không lợi. Chúng ta phải ghim cái mối thù này thôi các bạn à. Đợi một ngày nào đó đẹp trời hơn, lúc mà mình mạnh hơn á, may ra mình mới quay trở lại và sanh chính với nữ chiến binh đó. Thiệt tình. Thôi coi như nãy giờ thì
Ê mà hình như nãy mình mình cung cấp bớt một ít kinh nghiệm vô trong rồi. Chúng thôi là mất hết kinh nghiệm luôn rồi đó. Thôi, bây giờ mình yếu quá thì làm gì? Đi cày cuốc thôi chứ biết sao giờ các bạn. Hiện tại thì mình sẽ gán cày thêm đâu đó khoảng 50 mấy con quái nữa để chúng ta nâng cái điểm máu này lên ha. Để xem coi một lần nâng điểm máu mình sẽ được bao nhiêu trái tim nha. Hy vọng là nhiều nhiều xíu. Và nơi thích hợp nhất để chúng ta cày cuốc đó chính là cánh rừng yêu tinh các bạn ơi. Ê, con gì vậy? À con này chưa cho phép, con này cho phép. Ủa dạ. What the hell? Ui. Lại thêm mấy con quái vật lạ rồi. Trời nó trời đá kìa các bạn. Wow. Ê con này mạnh nha. What? Có cả một cái thành tụ kia mà hạ gục nó luôn kìa. Nó có tên là The Heavy. Nó rơi ra một cái được gọi là cái răng á. Răng của nó có thể làm vũ khí các thứ và cả áo giáp nữa cơ. Sau này có thể là mình sẽ săn thêm cái con Heavy đó dài dài các bạn. Nó rơi ra đồ khá ngon á. Trời đất ơi. Chumia. Oh no. Ây da. Ây da. Ui du. Ê cái tên. Được hay không đây? Ê lộn. Ôi trời bên đây mới đúng. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ây da. Ây. Ây. Còn cơ hội, còn cơ hội. Chạy thôi, chạy thôi. Oh my gosh. Ui không tin là mình vẫn còn sống luôn á. Ẩu thoát thành công rồi các bạn. What? Không tin được. Còn đâu đó cỡ vài con nữa thôi hay sao các bạn. Là mình hoàn thành cái chi tiêu để chúng ta nâng được cái điểm máu rồi. Và cũng có nhiều bạn kêu mình làm mấy farm á. Chắc là sắp tới mình cũng nghĩ tới việc làm thêm mấy farm á nha. Để cày cấp cho nó tiện hơn á. Ở đây rồi nè. Đủ điểm để chúng ta nâng cái điểm máu rồi ha. Mình sẽ lùi lại về sau xíu để chúng ta nâng cái điểm cái đó. Đây, nâng điểm máu lên. Rồi, để xem bây giờ mình sẽ có được tổng cộng bao nhiêu máu khi mà hồi full ha. Hy vọng là được một tim đi. Ủa? Ủa mình nâng một điểm máu mà không có được trái tim nào luôn hả? À, cái gì? Bèo vậy? Nói chung hôm nay là một bài học xương máu cho mình ha. Đó chính là đừng bao giờ cà khịa những người mà chúng ta chưa biết sức mạnh nha. Hôm nay ăn hành gọi là sắp mặt luôn các bạn ạ. Nhưng mà nói chung hôm nay cũng khá là thành công trong việc sưu tầm vũ khí mới của mình ha. Mình có được thanh kiếm từ một cái kiếm sĩ bị chùm cái sơ lên đầu nè. Cái này là mình gượng ép mình mới có được á. Thứ hai, mình có được một thanh kiếm từ một cái thanh niên dí mình trong lúc mình đang mất đồ. Và thanh kiếm của chiến binh chết chóc. Biết đâu bất ngờ trong tương lai, ba thanh kiếm này sẽ là vũ khí đắc lực của mình á. Và hy vọng rằng thời gian sắp tới mình sẽ luyện tập nhiều hơn để chúng ta có kỹ năng chiến đấu tốt hơn á các bạn. Và đồng thời cày thêm những cái điểm kỹ năng để nâng cấp sức mạnh nữa ha. Chứ không thôi, ăn một nhát kiếm của một boss cực mạnh thôi là đi các bạn ạ. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạp Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì có thể ghé vào shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.